Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Tử vi học có nói mỗi người sinh ra đều mang trong mình số mệnh giàu nghèo khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng sẽ gặp được may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và trắc trở mới tìm được thành công, thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi thời điểm trôi qua thì ai trong số chúng ta cũng đều mong rằng ở tháng 7 mình sẽ gặp được nhiều may mắn. Và trong tháng 7 âm lịch thì quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 được ông trời ban cho nhiều phúc đức, không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt, nửa đầu tháng 7 âm lịch thì quý vị anh chị tuổi Nhâm Tý sẽ có thể nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 7 này sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Phần luận giải lá số tử vi của Phong thủy Gia Cát được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua việc xem lá số tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm được toàn bộ về vận trình tài lộc, công danh sự nghiệp cũng như là phần tình duyên gia đạo của mình. Sau đây mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn khó khăn, đến thời trung niên vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm áo gạo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cùng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Tin vui của những người tuổi Nhâm Tý trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc rất đáng mong chờ, đặc biệt về tài lộc. Không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh cho nên một số người nảy sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tý tháng này không thực sự khởi sắc, gia đình bạn sẽ dễ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy bình tĩnh để đưa ra phương án giải quyết mọi việc thấu đáo, chớ nóng vội mà hỏng việc. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình duyên, cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc. Nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt và thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo nghiệp kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch như những gì đã tính toán, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó cũng chính là lý do bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi hoặc mặc kệ tất cả. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, vận tài lộc của tuổi Nhâm Tý không khởi sắc trong tháng 7 âm lịch này. Thêm tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Đồng thời, tránh việc vung tiền cho sở thích cá nhân và hứng thú nhất thời, kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tý có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn phải lo lắng và dễ thức khuya hút thuốc, uống rượu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn, nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng bệnh khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch, cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh, kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của những người tuổi Nhâm Tý tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết ga lăng, tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa đến mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để cùng nhau tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đảo quan điểm bảo thủ của mình khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù là khó khăn vất vả đến như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác và ai cũng có những sứ mệnh của riêng mình, đúng không ạ? Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.